Alo. Đã có ai vào xem chưa ạ? Xin chào. Alo. Mình vào sớm để test mic và âm thanh xem ok chưa. Alo. Alo. Em chào anh Trung. Xin chào anh Trung ạ. Anh Trung nghe âm thanh có ổn không ạ? Anh Trung giúp em trả lời. Chưa thấy anh chị nào vô đấy. Em đang test mic. Alo. Anh Trung dạo này thấy chị Uyên giới thiệu là anh Trung đang rất tích cực luyện nói và thấy nói rất là hay luôn. Em chào anh ạ. Hy vọng có một cơ hội nào đó được gặp anh ở câu lạc bộ tiếng Anh chẳng hạn. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn anh chị em. Nếu mà ai đang xem livestream của Trang thì có thể say hi để mình biết là ai đang xem rồi ạ. Xin chào mọi người. Mọi người đã ăn cơm chưa ạ? Dạo này Hà Nội mấy ngày gần đây cứ tầm 5-6 giờ nổi cơn dông đúng không ạ? Nhưng hôm nay thì thời tiết có vẻ là ông trời không thấy bị sôi bụng cho lắm. Đang ổn, khá là ổn. Còn mấy hôm trước Trang gọi điện về nhà cho mẹ thì đều là mưa cả. Và một số khu vực khác ở Hà Nội cũng mưa, nhưng mà tại sao ở chỗ mình ở thì nó chỉ nổi dông lên một chút thôi và không thấy mưa. Đó là thời tiết ở Hà Nội nó cứ nắng mưa, nó bất chợt và nó không ở khu vực nào Hà Nội nó giống nhau cả. Nó rất rất chi là khác nhau. Có thể những chỗ nào gần hồ Tây hoặc là chỗ nào có hồ nước lớn ấy thì nó nhanh mưa hơn là ở khu vực mình ở chẳng hạn. Dạ. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Chào Suna, chào Nhung. Chào Nhung nha. Nhung ăn cơm chưa? Đợi em thêm một vài anh em vào nữa thì Trang sẽ bắt đầu livestream hôm nay. Thì chủ đề hôm nay thì đó là định kiến của người học về việc học tiếng Anh. Chủ đề này thì Trang nghĩ là nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần và nhiều anh chị vẫn vướng phải. Thì mình muốn trước tiên là muốn học bất cứ một thứ gì, bất cứ một điều gì, một thứ gì, riêng ngôn ngữ, nói riêng hay bất cứ thứ gì thì mình đều phải xây dựng cho mình một cái gọi là tư duy tích cực. Phải phá bỏ hết tất cả gọi là rào cản trong đầu mình, tư duy tiêu cực. Loại bỏ tất cả cảm xúc tiêu cực đối với việc học cái đấy để mình có thể học được cách gọi là đạt kết quả tốt nhất, đúng không ạ? Đúng không nhỉ mọi người nhỉ? Đợi mọi người vô thì mình sẽ hỏi. Ở đây có một số anh chị em vô rồi thì định kiến ở đây thì mình hiểu là cái định kiến tức là cái ý kiến, cái suy nghĩ, cái tư duy của mọi người nó mặc định, gọi là định mà cố định ở đây rồi, mặc định ở đây là nó không thay đổi sau bao nhiêu năm tháng. Có rất nhiều lần hai Thúy Hằng đúng không ạ? Định kiến ở đây nếu như mình có một nỗi sợ. Ví dụ hồi nhỏ em có một cái ký ức là em không hiểu vì sao mà em không thích ăn trứng vịt lộn và em không thể ăn nổi. Thì từ đó là em cũng không thích ăn cái món trứng cho lắm. Thì tự nhiên nó bị một cái cảm giác là bị ám ảnh từ nhỏ và đến tận lớn, ảnh hưởng đến tận lớn cho mình. Mình cũng không ăn được. Và có rất nhiều các món ăn và những thứ khác là như vậy. Và ví dụ như mình đang có một cái nỗi sợ, rất là sợ loài động vật ở đây là con chó. Con chó thì rất nhiều người là rất là yêu mến và thích chơi con chó đúng không ạ? Hai thì Thu Hường. Nhưng mà bản thân Trang thì có một cái ký ức tồi tệ đối với con loài động vật này là không phải là, em chào chị Thoa, không phải là nó tác động trực tiếp đến Trang và Trang là người chứng kiến nó. Thì từ đấy là mình có một cái rào cản trong tâm lý là nhìn thấy chó một cái là mình có một cái phản xạ tự nhiên là
mình đứng im và chờ người để cầu cứu. Nói chung là tự nhiên nó bị kiểu như là sản sinh ra một cái hormone gì đó làm cho mình bị sợ nó vậy. Sợ nó vậy. Mặc dù con chó to, chó nhỏ, chó hiền hay là không hiền thì nói chung cứ là chó thì mình bị một cái mặc định là mình rất sợ nó, chỉ sợ nó cắn mà thôi. Nói chung là rất sợ nó là như vậy. Thì ở đây thì không biết là anh chị em đang xem livestream ở đây thì cho Trang hỏi mọi người là trước trước đây hoặc là bây giờ đi. Trước đây hoặc là bây giờ nhá, có người thì đã bỏ qua hoặc là không bị vướng cái rào cản như vậy. Nhưng mà mọi người lý do mà mọi người bị thất bại trong việc học học tiếng Anh là cái gì ạ? Hoặc là mọi người có nỗi sợ gì đối với việc học tiếng Anh không ạ? Thì em muốn hỏi anh chị em một chút là anh chị em để muốn hiểu anh chị em hơn một chút xem anh chị em có đang vướng những vấn đề này như hay không ạ? Thì mình tương tác với nhau một chút để coi như là mình vẫn đang giao lưu và trò chuyện trực tiếp với nhau đúng không ạ? Chứ không em đang nhìn màn hình có một mình em thôi thì cũng hơi buồn. Nếu anh chị em nào đang đang xem livestream thì có thể cho Trang biết là mọi người có nỗi sợ này hoặc là lý do mình đã từng bị thất bại hoặc là mình học tiếng Anh nó không được có sự tiến bộ, có sự cải cải tiến nhiều lắm thì theo mọi người thì mọi người có nhìn được ra lý do của bản thân mình đối với việc của mình bị thất bại như vậy không ạ? Nếu anh chị em đang ở đây thì cho Trang xin ý kiến một chút ạ. Alo alo ạ. Có ai còn đang xem livestream không ạ? Em muốn hiểu hơn một chút về mọi người. Chị Thoa còn đang xem không ạ? Nếu chị Thoa còn ở đây, nếu Thu Hường còn ở đây thì cho Trang biết được là mọi người có đang gặp phải lý do ví dụ như là ngày xưa mình bị lười quá hoặc là ngày xưa mình học nhưng mà mình cảm thấy là nó không vào đầu này, mình học nhưng mà mình thấy là mỗi lần mình ngồi vào bàn học thì mình lại cảm thấy buồn ngủ với một đống từ vựng, một đống ngữ pháp đúng không ạ? Dạ. Chị Thoa có chia sẻ là mình nghe vài bữa bắt được ít từ xong chán xong bỏ luôn đúng không ạ? Thì vấn đề này thì nó liên quan đến cảm xúc đúng không nhỉ? Đây là vấn đề này là chán và bỏ luôn thì nó vấn đề liên quan đến cảm xúc thì rất là nhiều. Thì sâu trong vấn đề thả cảm xúc vào đây thì mình có thể hiểu được được là gì. Thì em muốn muốn hỏi chị Thoa là trước đây chị Hoa học tiếng Anh với mục đích là gì ạ? Khi mà chị luyện nghe thì như vậy thì chị luyện tập theo những tài liệu như thế nào với mục đích là để làm gì ạ? Để phục vụ cho công việc của chị này hay là chị cảm thấy là mình có một chút thích thích đối với học tiếng Anh nên là mình muốn ngồi xuống để mình tự học tiếng Anh ạ? Thì không không biết lý do của chị đối với việc học tiếng Anh là gì ạ? Mọi người lưu ý giúp mình này, khi mà mọi người xác định đối với việc học tiếng Anh hay bất cứ điều gì đúng không nhỉ, thì chúng ta cần phải biết được mục đích của mình làm nó là cái gì, cần phải biết được rõ mục đích của nó làm cái gì. Em chia sẻ câu chuyện của em. Ngày xưa hồi đại học em có đi học thêm tiếng Anh. Nhưng mà hồi đấy mình học theo kiểu là hình như ra trường sẽ phải yêu cầu bằng TOEIC. Ra trường sẽ phải yêu cầu bằng này bằng nọ, thế nên là mình sẽ phải đi học. Chị học từ hồi lớp 10 đến hết cao học chỉ qua môn thì vâng, em cũng có một lý do y chang như vậy nhá, như chị luôn. Em chia sẻ câu chuyện là ngày xưa em học là thứ nhất là mình không xác định rõ mục đích của mình học là ra trường mình phải có bằng TOEIC thì phải bao nhiêu điểm, mình không có, mình chỉ học là bạn bảo có khóa học này mày có muốn tham gia không, chi phí vừa phải, tuần học 3 buổi 3 năm 7 thì có đi học không, thì mình bảo là cũng được đấy, thì bây giờ mình chưa thi học kỳ, mình có thời gian thì mình đi học thôi. Không biết có anh chị nào có vào trường hợp đấy không, thì các bạn rủ nhau đi học thì lúc đầu cái khóa học đấy nó có tầm tháng rưỡi thì rơi vào tầm 3 tuần đầu thì rất chăm chỉ và hăng hái đi học và lớp cũng khá là đông người. Lớp học ở đấy thì hồi đấy thì ở trường đại học sư phạm thì nó rơi vào tầm 20 đến 30 người cơ, nhưng mà cái thời gian mình học nó lại giao giữa thời gian thi học kỳ và nó lại rơi vào thứ bảy nữa. Thì thứ bảy thì đa phần anh chị em lại về quê nên là lớp nó bị thưa dần. Khi mà lớp bị thưa dần như vậy, mình lại bị thiếu cái tính kỷ luật của bản thân và quan trọng là học chẳng có mục đích là để làm gì cả. Cái thời tại tại cái thời điểm đấy mình chỉ thôi đi học
ừ thôi đi học, sau này kiểu gì cũng phải phải cần, và tiếng Anh của mình cũng không được tốt thì mình đi học. Nhưng mà nó không có thiếu ở đây là thiếu cái mục đích rõ ràng. Rõ ràng ở đây là gì? Phải có là ừ bây giờ mày phải học hết khóa học này, mày phải học tiếp lên khóa học như thế nào, không có mục đích rõ ràng, mày phải thi chứng chỉ, ngày xưa thì có chứng chỉ ABC cái gì đó, hoặc là ôn thi một khóa TOEIC tiếp theo, nhưng mà không có, tức là mình bị làm theo một cái thói quen, gần như là bị theo số đông, đám đông. Khi người ta học thì mình cũng học, và khi mà mình đã không có mục đích rõ ràng thì kỷ luật của bản thân của mình thật là yếu. Và bạn nghỉ thì mình cũng nghỉ, và cảm thấy là cái thời gian đấy mình bị lãng phí rất là nhiều. Đến tận khi mình đi làm quay trở lại thì mình thấy là mình vừa phải tranh thủ học, vừa phải tranh thủ làm. Đấy, làm kết hợp với học thì mới thấy là ngày xưa mình quá lãng phí thời gian. Thì không biết có anh chị em nào bị rơi vào cái cảm giác giống như Trang không? Thì mỗi khi mà nghĩ về thời gian thì mình lại nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Đó là bài hát Dòng Thời Gian. Trong đấy có một câu rất hay. Đó là như thế nào nhỉ? Để em nhớ xem nào. À, bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im trôi đi không như ý. Trước ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu thôi, cho ta nhìn thời gian trôi. Đó, khi nghe bài hát đấy mình nhớ nhớ nhất cái từ là cho ta nhìn thời gian trôi, đúng không ạ? Thì chỉ biết nhìn thời gian trôi thôi mà mình sẽ không thể níu lại được nữa. Và ok, mình đã bị bỏ qua thời gian rồi thì bây giờ mình phải xác định cho mình mục tiêu học là cái gì trước. Thì tại cái thời điểm cách đây 3 năm, hơn 3 năm một chút, hơn 3 năm thì Trang quay trở lại việc học tiếng Anh, chia sẻ với mọi người là mình cũng là một người mất gốc. Mình chính xác là một người mất gốc học tiếng Anh luôn. Bởi vì mình nhớ lại cảm giác là ngày xưa mình đi học đúng là chỉ có để qua bài mà thôi. Chưa bao giờ được nổi lên điểm 8 đối với môn tiếng Anh cả. Chưa bao giờ nổi lên một điểm 8 đối với tiếng Anh cả. Mình bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 6. Và trong quá trình học đấy đúng là mình chỉ để trả bài đi thi. Ok, lần nào cũng trên trung bình là qua lớp rồi. Lần nào cũng lên trung bình là qua lớp rồi. Và đến tận thời đại học rồi cao học cũng như vậy. Cũng như vậy, chỉ nổi được qua lớp thôi. Nhưng mà có một cái điều mình cảm thấy là mình càng ngày mình càng rời xa đối với việc học tiếng Anh hơn. Ngày xưa ngồi trên ghế cấp 2 hoặc cấp 3 thì cái áp lực của việc học nó nhiều hơn là trên đại học. Đại học thì mình càng cần phải kiểm soát hơn về cái tính khả năng tự học của mình. Nên là nhớ là năm nhất, năm 2 mình vẫn được điểm 6, điểm 7 với cả tiếng Anh. Thì vẫn gọi là ngày xưa là thi học chứng chỉ vẫn được điểm C môn tiếng Anh. Nhưng mà dần 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 bởi vì bản thân Trang là một người thích học qua việc nghe và việc nói, mà học ở trường thì luôn luôn là một mớ lý thuyết, ngữ pháp và từ vựng, đọc và hiểu. Nên là mình vẫn chỉ làm sao cái vốn từ vựng, vốn ngữ pháp ngày xưa mình còn rơi rụng của hồi cấp 2, cấp 3 còn bao nhiêu là mình sống sót được đến qua thời đại học mà thôi. Nên là các bạn đại học mà bây giờ gặp lại thì sẽ thấy là ngày xưa mình chẳng có điểm gì gọi là học được môn tiếng Anh cả, nhưng mà bây giờ lại đi dạy tiếng Anh thì mọi người sẽ thấy đặt ra một câu hỏi rất là lớn. Nhưng mà mình thì sẽ tập trung vào những cái kỹ năng giao tiếp và học ngôn ngữ là để sử dụng cho mọi người làm công cụ để giao tiếp, và mọi người quan trọng nhất là giảm tải được cái việc là mình phải học để đi thi, bởi vì mình học mình xác định là ngôn ngữ là công cụ để mình sử dụng. Ngôn ngữ là công cụ để mình sử dụng để làm gì? Thì có người là sử dụng để làm cầu nối kết nối các bạn bè nước ngoài, có người thì để sử dụng công cụ là tìm kiếm tri thức, kiến thức ở trên mạng, bởi vì ở trên mạng internet thì có một kho tàng kiến thức nó bằng tiếng Anh, mà nó có audiobook, nó có tài liệu bằng tiếng Anh, sách hoặc là ebook, nó có video bằng tiếng Anh, mà có rất nhiều trường hợp là mình không tìm được bằng tiếng Việt thì mình cần tìm bằng tiếng Anh. Nên là ngôn ngữ là tiếng Anh hay là cứ một thứ gì thì nó cũng chỉ là mục đích để cho mình sử dụng làm gì thôi, đúng không ạ? Nên là mình không đặt nặng là vấn đề là mọi người phải học hôm nay được bao nhiêu từ vựng, phải học hôm nay được bao nhiêu từ vựng, học ngữ pháp này là như thế nào, mọi người cần phải nói đúng ngay từ đầu như thế này. Không, mình sẽ để cho mọi người nói đi, sai đến đâu thì mình sửa đến đấy. Quan trọng mọi người phải dám nói trước, dám nói trước. Có một trong cuốn sách mà Trang đọc
là cuốn sách giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ. Anh này là anh Benny Language. Anh ấy chia sẻ rằng anh ấy có cách học là anh ý không bao giờ sợ sai, không ngại về vấn đề mình sợ, mình nói ra mình sợ sai cả. Sợ sai cả, tức là mình học qua những lỗi sai, những sai lầm của chính bản thân mình. Và thêm một điều nữa là phải nói ngay từ ngày đầu tiên. Đúng, khi mà đọc cuốn sách này thì Trang càng ngấm hơn, càng ngấm hơn, càng ngấm hơn rằng việc học ngôn ngữ để làm gì và một cách học, cách tiếp cận của mình đối với ngôn ngữ trước đây là sai, thì mình phải thay đổi cách tiếp cận và thay đổi góc nhìn. Tức là anh ấy là một người đa ngôn ngữ, anh ấy nói được 10 ngôn ngữ, và anh ấy đã cũng từng trải qua là mất 10 năm rồi 5 năm không thể nói được tiếng Tây Ban Nha, không thể nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh. Nhưng mà anh ấy đã tự tìm cho mình những cách học để hứng thú hơn, để tạo cho anh ấy có động lực hơn và không bị quá thể áp lực khi học những ngôn ngữ mới. Nên là anh ấy đã đúc kết được chính từ chính bản thân anh ý và những người khác. Nên là chia sẻ trong cuốn sách đấy rất là hay. Mọi người có thể tìm đọc qua là Giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ. Tên tiếng Anh của Fluent in 3 Months của Benny Language. Mọi người tìm trên Tiki, nó sẽ có, nó rơi vào giá tầm 160 hay bao nhiêu tiền đấy, mình không nhớ lắm, mình không nhớ lắm. Nhưng mà mọi người nên nhớ là khi mà mọi người xác định học tiếng Anh hay là học một ngôn ngữ gì đó, hoặc ai đã có kinh nghiệm về việc học tiếng Trung hay một thứ ngôn ngữ nào khác mà mọi người vẫn thất bại, thì đó là vì cách làm của mọi người tiếp cận đối với ngôn ngữ đấy nó vẫn là sai nhá. Học ngôn ngữ lại chỉ tập trung vào đọc với viết và không đi gặp chính những người nói ngôn ngữ đấy để mình có thể giao tiếp và mình sử dụng. Thêm một phần nữa là nếu như mà mình học ngôn ngữ đấy thì mình nên tìm hiểu văn hóa hoặc là một cái điểm gì đó đặc biệt của đất nước đấy, thì giúp mình kích thích não bộ của mình hơn và mình cảm thấy yêu ngôn ngữ ấy hơn và muốn học cái ngôn ngữ đấy hơn. Hoặc là mình nói chuyện với những người bản xứ, những người chính những người nước ngoài ý, thì mình sẽ hiểu cái cách người ta nói ở ngoài đời thực hơn là khi mà mình suốt ngày mình phải nghe những đoạn boring textbook hoặc là boring materials, tức là những đoạn tài liệu quá là nhàm chán. Nó giúp cho mình bị gọi là tẩu hỏa nhập ma, rồi mình tự nhiên mình bị ghét cái ngôn ngữ đấy, đúng không ạ? Ghét cái ngôn ngữ đấy. Thì đó là một số chia sẻ về phần đầu mọi người, ở phần đầu mà Trang muốn chia sẻ với mọi người là cần phải làm như thế nào giúp cho mọi người thay đổi cái việc tư duy mình học, là tránh bài vở ra, tránh thi cử ra, làm cho mình có một tâm lý thoải mái nhất, tích cực nhất. Mình học để sử dụng nó làm công cụ để giúp cho mình đạt một số mục đích của mình. Có thể là mục đích về kết nối bạn bè, mục đích để du lịch, mục đích để học một kiến thức mới nhá. Và không biết là anh chị em nào đã từng có suy nghĩ rằng bây giờ tôi quá tuổi để học tiếng Anh rồi. Thì Trang gặp rất là nhiều anh chị em nói chuyện với Trang, anh chị ngoài 30 tuổi hoặc xấp xỉ 40 tuổi, nói rằng bây giờ chị đã cảm thấy là mình quá tuổi học tiếng Anh rồi, mình cứ nghĩ đến việc học tiếng Anh hay học một cái thứ gì đó mới là đầu óc bắt đầu đóng não vào luôn rồi. Đấy là mình đã có một cái suy nghĩ tiêu cực trước khi mình làm nó rồi, đúng không ạ? Cảm thấy chưa làm đã đóng sập cái cánh cửa để mình tiếp cận cái nó rồi. Thì không biết là ở đây có ai bị tâm lý như vậy không ạ? Nếu như mọi người bị tâm lý như vậy thì mình phải làm như thế nào? Đã quá tuổi để học tiếng Anh rồi thì mình phải làm thế nào đây giờ? Thì mình phải làm thế nào bây giờ? Có rất nhiều tấm gương nhá. Có rất nhiều tấm gương. Có một chị học cùng với lớp khóa trước của khóa sau Trang mấy khóa. Chị ý học cùng với chị Huyền. Thì sau Trang mấy khóa Trang không nhớ. Nhưng mà chị ấy là 42 tuổi là học tại thời điểm đấy, là học viên lớn tuổi nhất của chị Huyền. Lý do của chị ấy học ngôn ngữ là cái gì? Đó là gì các bạn biết không? Một lý do em nghĩ là rất là tuyệt vời của những bà mẹ rất mong muốn làm điều này. Của những bà mẹ là lý do như thế nào? 42 tuổi, nhà chị ấy hai đứa con học trường quốc tế. Khi nó về nhà, nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Mẹ không hiểu gì thì mẹ tự nhiên cảm giác mình bị một cái rào cản, mình bị một cái bức tường, mình không thể kết nối được với con của mình. Đúng không ạ? Bởi vì ai là cha mẹ thì cũng mong muốn là mình có thể chia sẻ, mình có thể chia sẻ việc học hành ở trên trường, việc bạn bè và tất cả những thứ trong cuộc sống để mình trở thành một người bạn của con, đúng không ạ? Nhưng mà về nhà hai đứa nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Thế là chị ấy là như cái bản năng của một người mẹ làm chị ấy thôi thức
chị ấy phải học tiếng Anh để chị có thể nói chuyện cùng với con bằng tiếng Anh, giao lưu, tức là mình hòa mình vào với câu chuyện của các con mình. Thế là chị đăng ký khóa học thôi. Thì chị ấy có một động lực rất là nhẹ nhàng, và rất là nhẹ nhàng như vậy thôi, nên là chị học không bị quá là áp lực là tôi phải trả bài cho cô giáo như thế nào, mà học rất là nhẹ nhàng hàng ngày sắp xếp thời gian 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi gì đó, tức là có sự duy trì đều đặn với mục đích là sau đó chị lại ra mang ra để chị thực hành, chị nói chuyện với con chắc chắn là giỏi hơn mẹ rồi, thì mình có thể hỏi ngay chính con mình, bởi vì trẻ con nó sẽ trở thành là người thầy của bố mẹ. Nếu như bố mẹ sẽ thoải mái hỏi con là như nào thì nó sẽ rất là thoải mái để hướng dẫn lại bố mẹ thôi. Khi đó thì tự nhiên có sự gắn kết giữa bố mẹ và các con rất là nhiều. Điều này thì em cũng rất là mong muốn ở tương lai chính bản thân mình cũng làm được nhiều như vậy. Chị này thì chị ấy là một cô giáo, là một giáo viên luôn. Chị này thì lại một giáo viên, đó là một trong những tấm gương mà em cảm thấy rất rất chi là ngưỡng mộ chị ý luôn. Nên là có rất nhiều tấm gương là nhiều tuổi nhưng mà vẫn quay trở lại việc học tiếng Anh. Quan trọng là người ta có mục đích để học làm gì, mục đích để học làm gì. Còn nếu như mà mọi người vẫn đưa ra lý do là mình quá tuổi để học tiếng Anh rồi thì cần phải xem xét lại mình học tiếng Anh để làm gì. Cái cần thiết nhất của mọi người bây giờ là tiếng Anh hay là cái gì đó? Có phải thực sự là tiếng Anh hay không? Còn nếu như không phải là tiếng Anh thì không học làm gì, đúng không ạ? Đừng chạy theo ở ngoài kia, người ta học thì mình cũng học. Đừng nên làm điều như vậy. Nếu mình làm như vậy, mình sẽ tốn thời gian của mình, tốn công sức của bản thân mình. Và mình tự nhiên là mình buộc đầu óc của mình phải đi chạy theo một cái xu hướng xã hội. Bởi vì sao? Bởi vì tiếng Anh có quá nhiều trung tâm và có quá nhiều nơi nó quảng cáo rằng nếu như mà bạn không học tiếng Anh thì bạn sẽ bị thất nghiệp. Nếu như bạn không học tiếng Anh thì chỉ vài năm nữa. Vâng, cảm ơn chị Thoa. Có rất nhiều tấm gương như vậy chị ạ. À, có rất nhiều tấm gương như vậy. Quan trọng là có mục đích để làm gì, có mục đích để làm gì. Khi mà mình có mục đích thì mình sẽ làm nó được thoải mái hơn, không bị ép buộc, không bị bó buộc bản thân nữa. Nên là nếu như mục đích của mình của bây giờ không phải là tiếng Anh là cấp thiết nhất, và mình không có đủ thời gian để mình chạy theo theo học tiếng Anh, thì tại sao mình phải chạy theo người ta? Mình cần phải biết là mình làm cái gì trong thời 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 điểm này của mình, đúng không ạ? Nếu như bây giờ mình nghĩ là cần phải học tiếng Anh đấy, thì đó là ngôn ngữ quốc tế, ngôn ngữ toàn cầu, học nó được là tốt. Nhưng mà thời gian của mình không thể cho phép mình còn con nhỏ, mình còn đi làm tăng ca, nguồn lực của mình không có, thì tại sao mình phải chạy đua theo điều đấy, đúng không nhỉ? Tại sao mình phải chạy đua theo điều đấy? Và em xin chia sẻ một câu chuyện nữa, đó là em thì không chứng kiến đâu, nhưng mà nghe mọi người kể, ngày xưa mọi người đi câu lạc bộ tiếng Anh thì có một bác ấy về hưu rồi, bác ấy 60 70 tuổi cơ. Nhưng mà bác ấy vẫn đi đến câu lạc bộ tiếng Anh. Tự bác học, tự bác trau dồi thôi. Thì bác nghỉ hưu rồi, bác cũng nhiều thời gian và bác nghĩ là tiếng Anh là ngôn ngữ cần thiết, trước đây bác không học thì bây giờ bác học. Bác học để bác nói chuyện với người nước ngoài, bác xem những thông tin tin tức nước ngoài thì bác thích hơn về những điều đó và bác muốn mở mang kiến thức của bác. Thì quan trọng là mục đích để học để làm gì thôi, học để làm gì thôi, chứ đừng chạy, em lại nhấn mạnh là đừng chạy theo người khác nhé, đừng chạy theo người khác. Mỗi người sẽ có một mục đích, mỗi người sẽ có một mục đích để mình sử dụng nó để làm gì, chứ mình cứ chạy và chạy đua theo người khác thì mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi là như vậy. Xin chào Mít Mít nhá. Đó là nguyên cái định kiến đầu tiên mà mọi người nói rằng quá tuổi để về học tiếng Anh rồi, đúng không nhỉ? Quá tuổi để học tiếng Anh rồi. Thì mọi người xin chia sẻ xem mọi người một điều nữa là như thế nào. Đừng đặt nặng về cái việc là cái chữ học ở đây, học tiếng Anh. Hãy biến tiếng Anh là một người bạn, biến tiếng Anh. Em có viết một bài chia sẻ là nếu như bây giờ ví tiếng Anh là một người tình thì như thế nào? Là một một crush của mình thì là như nào? Mình phải theo đuổi, mình phải bám đuôi, mình phải tán tỉnh nó thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Thì đúng, chính xác là mình phải đang tán tỉnh nó, mình phải hiểu tiếng Anh, đúng không? Mình phải tìm và hiểu tiếng Anh, mình phải nói được ngôn ngữ của nó. Khi mình tán một chàng trai, một cô gái nào đó mà mình không hiểu nó thích cái gì, không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì và không hiểu nó muốn cái gì,
Ồ, thì làm sao mà mình có thể chinh phục và tán được người ta đúng không? Vậy thì bây giờ mình muốn sống trong tiếng Anh, mình muốn dùng được tiếng Anh, mà ví nó là một người tình của mình thì sao? Mình phải chạy theo nó, mình phải tìm hiểu nó, và khi đó mình tự nhiên cảm giác là có hứng thú hơn đối với việc đó, tức là cảm giác được chinh phục nó đúng không ạ? Chính vì vậy mà khóa học của mình nó lại là chinh phục tiếng Anh chứ không phải là gọi là cái tên chinh phục tiếng Anh nó hay hay là điều ở điều đấy. Mình phải làm sao để mình phá bỏ cái rào cản của mình, phá bỏ cái phần tâm lý sợ hãi của mình, tự ti của mình phải trèo lên từng bậc một, bởi vì đó là làm mình từng bước một mình đi đi đến nó thì đang dần lại. Từng bước một mình phải chinh phục gọi là chinh phục người tình của mình đấy, thì mình mới cảm thấy là à cũng thú vị đấy chứ, không bị nhàm chán đấy chứ, đúng không nhở? Đó là mọi người nhớ thêm một điều nữa là hãy yêu quý tiếng Anh, đừng nghĩ là nó là kẻ thù hay là một nỗi sợ hãi gì đó trong đầu mình. Quan trọng mình phải giải quyết được cái tâm lý của mình là tâm lý mình sợ hãi trước. Đó, đầu tiên là mục đích rõ ràng, thứ hai là tâm lý của mình đối với học tiếng Anh là thoải mái, thả lỏng mình đối với học tiếng Anh đi, thả lỏng mình đối với việc học tiếng Anh đi. Và nếu như mà các chị, các em, các chị, các bạn mà muốn mình không bị học tiếng Anh một cách nhàm chán nữa thì như nào? Hãy tìm cho mình những gì liên quan thực sự đến sở thích của bản thân mình, sau đó mình học bằng tiếng Anh luôn. Bạn nào thích cầu thủ bóng rổ này, chị em nào thích make up này, chị em nào thích đọc truyện này, thích xem phim này, hoặc là thích bất cứ một kỹ năng nào đó, một bộ môn nghệ thuật hoặc một cái gì đó mà mình cảm thấy mình phát cuồng vì nó nhá, phát cuồng vì nó, thì mình tìm những thứ liên quan đến cái đấy và mình học thông qua, mình có thể nghe những chương trình đấy, những điều đấy bằng tiếng Anh, thì nó giúp cho mình đỡ bị gọi là tẩu hỏa nhập ma, mình đỡ bị chán hơn. Nên là phải enjoy với việc học tiếng Anh chứ đừng học theo những đống sách vở rồi textbook các thứ. Khi là đặc biệt có một điều chú ý là những ai mà đang có khả năng hát hò một xíu này, ai mà có khả năng âm thanh tốt một chút xíu này, hay hát hò nghêu ngao các thứ, thì người ấy có khả năng nhạc rất là tốt nhá. Bạn nào hay nghe nhạc này, hay xem phim này, bạn nghe nhiều rồi trong nghe các bạn nhại lại đó. Ví dụ một bộ phim nào bạn rất là thích, Trang thì lại không thích những thứ lặp đi lặp lại như vậy, thì mình hay hay nghe nhạc nhiều hơn là nghe lặp đi lặp lại những bộ phim mà mình đã xem một lần rồi thì mình thường không muốn xem lại, thì cách đấy lại không phù hợp với mình, mặc dù mình cũng kênh âm thanh rất là cao nhưng mà cách đấy thì lại không hợp với mình. Thì bạn nào có rất nhiều bạn là thích một bộ phim thì bạn xem đi xem lại nhiều lần giúp Trang, ví dụ bạn nào thích Harry Potter thì các bạn ấy xem đi xem lại nhiều lần, sau đó nhại lại theo từng nhân vật nữa. Thích Harry hay thích Hermione hay là thích Ron thì mình nhập vai vào chính nhân vật đó để mình nói chuyện, thì lúc đó tự nhiên mình cảm thấy hào hứng và mình tự nhiên kiểu mình được nhập vai vào trong chính cái câu chuyện đấy, nhập vai vào chính câu chuyện đấy. Hoặc là những bạn nào thích nghe ca nhạc thì có thể hát lại những bài nhạc bằng tiếng Anh đúng không ạ? Thì nó sẽ giúp cho mọi người tăng cảm âm này, giúp cho mọi người tăng cảm âm lên rất là nhiều. Nhưng mà cái phần đấy thì Trang sẽ chia sẻ ở một livestream khác chẳng hạn, làm sao mình học tiếng Anh qua bài hát, làm sao mình học tiếng Anh qua những bộ phim để cho nó hiệu quả nhất. Còn nếu như mà mình chỉ ngồi mình nghe xong rồi mình nhại thì nó sẽ không có được sự bứt phá lên quá nhiều nếu mà mình học theo kiểu đấy đâu. Nên mình cần phải có một vài thủ thuật nhỏ nữa, một vài điểm nữa để cho mọi người có thể đẩy nhanh cái việc có thể nghe và nói của mình tốt hơn khi mà học qua phim, ca nhạc, các thứ, âm nhạc các thứ, đúng không nhở? Ok, xin chào Hải Triều nhá. Bây giờ mình sẽ chia sẻ đến một vấn đề thứ hai mà mình thấy khá là nhiều người sẽ nói rằng qua vấn đề tuổi tác rồi đúng không? Tuổi tác không là vấn đề, tuổi tác không là vấn đề, quan trọng là mình học nó để làm gì mà thôi. Và quan trọng là mình đừng nghĩ rằng mình bị trở ngại, mình bị rào cản đối với học cái đấy, thế thôi. Và vấn đề thứ hai mà mình thấy là hầu hết luôn này, hầu hết mọi người đều nói rằng
Bây giờ thì người lớn học tiếng Anh khó hơn trẻ em. Có ai nghĩ rằng người lớn học tiếng Anh khó hơn trẻ em không? Và tại sao người lớn lại học tiếng Anh khó hơn trẻ em? Thì mọi người có khi nào, có đã từng khi nào mà mình tự tự nghĩ được ra rằng người lớn học tiếng Anh khó hơn trẻ em là bởi vì sao nhỉ? Mọi người sẽ nói rằng trẻ em bây giờ nó nhại tốt lắm, nó nghe một cái là nó nói được ra ngay. Còn tụi mình bây giờ lưỡi cứng rồi, làm sao mà mình có thể nói được? Mình nói nó cảm giác như là cứng lắm, không không thể nào mà nói được như như tụi trẻ con nữa. Tụi trẻ con nó có năng khiếu sao ấy, nó được học từ nhỏ, học được từ sớm nên là nó khả năng nó nói và nó bắt chước dễ hơn là mình ha. Thì có thực sự là như vậy hay không? Có thực sự là như vậy không? Thì rất là một số người bạn của Trang gặp phải tình huống là cái việc mà có thể bắt chước được hay không và nhại được hay không là một phần là do đối tượng đó có khả năng âm thanh tốt hay không, người ta cảm nhận âm thanh có tốt hay không thì người ta mới nhại được ra. Rất nhiều các em nhỏ, các bạn trẻ, các bạn 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 trẻ con ấy cũng học nhưng mà làm nhưng mà các bạn ấy không thể nhại được. Thì bạn bạn ấy không thể nhại được bởi vì cái kênh âm thanh của các bạn ấy vẫn không được tốt, không được tốt so với các kênh mà tiếp nhận thông tin của bạn, đó là nhìn này, nghe này và vận động này. Thì những bạn đấy nó không thuộc vào đối tượng là kênh âm thanh tốt thì bạn ấy cũng vẫn không nhận được là bình thường, các bạn ấy cũng như là người lớn thôi. Nhưng mà mọi người có biết lý do thực sự làm sao mà trẻ em nó lại học được tốt hơn người lớn hay không? Nếu mà xét ở trên khía cạnh, xét ở trên một khía cạnh thôi nhé, trên một góc nhìn khác thì là như thế này. Nhưng mà không phải tất cả nhé, nghe Trang phân tích là mọi người sẽ thấy là trẻ em và người trẻ em và người lớn ai sẽ là người học tốt hơn, đúng không ạ? Hello Thúy Nguyễn, xin chào bạn. Trẻ em và người lớn ai là người học tốt hơn? Thì mọi người nghe này, trẻ em nó học tốt hơn người lớn. Thứ nhất là sao? Cái tệp từ vựng, tệp âm thanh của nó mới có mấy năm đầu đời thôi, nó chưa bị nhập nhiều thông tin sai như người lớn. Nhập thông tin về tiếng mẹ đẻ của nó cũng chưa nhiều, âm thanh về tiếng mẹ đẻ của nó cũng không nhiều bằng người lớn. Âm thanh sai về tiếng Anh, sai về cái ngoại ngữ nó đang học cũng không nhiều bằng người lớn. Tức là trong đầu của nó đang có ít thông tin, database dữ liệu hơn là người lớn. Nên là cái việc mà nó tiếp thu cái kiến thức mới, nó tức là có nhiều chỗ trống hơn để cho vào não bộ của nó hơn là người lớn. Đó là vấn đề thứ nhất của trẻ em là như vậy. Và thứ hai là như nào? Là trẻ em, mọi người sẽ thấy là trẻ em nó hồn nhiên, nó vô tư. Cái cảm xúc của nó thể hiện rất là tự nhiên. Yêu thì nói rằng yêu, thích thì nói rằng thích, ghét thì nói rằng ghét, đúng không nhỉ? Bây giờ mọi người hỏi 10 đứa trẻ em thì đến 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 9,9 đứa nó sẽ trả lời là con thích cái này, con không thích cái kia, con thích bạn này, con không thích bạn kia. Con thích màu này, không thích màu kia, con thích ăn món này món kia và con thích lớn lên con sẽ làm gì và bây giờ con không thích làm gì, nó sẽ trả lời được ra rất là nhanh. Còn người lớn mình trong đầu có một mớ mông lung mà đến lúc mà mình không biết là mình đang thực sự thích cái gì để mọi trả lời mọi người thực sự thích cái gì thì có nhiều người vẫn phải nghĩ lại, hình như tôi chẳng thích cái gì cả. Hình như tôi chẳng thích cái gì cả và phải ngồi nói chuyện và nghĩ một lúc rồi nói rồi dẫn dắt các kiểu con đà điểu thì mới cuối cùng là à hình như là tôi thích làm đẹp thì phải. Đó, thì tôi thích làm đẹp thì phải hơn những cái thứ khác của tôi, đúng không? Nhưng mà trẻ em nói nó thích cái gì và nó biết luôn, thì tức là nó rõ ràng với cảm xúc của chính nó. Và thêm nữa là trẻ em thì nó học tiếng Anh cũng như là tiếng Việt của nó thôi, nói ngọng bỏ sừ ra nhưng mà nó vẫn nói thoải mái, nó không sợ bị nói sai. Quan trọng người lớn của mình là bị cái tâm lý là bây giờ mà mình nói cái từ này ra thì sai thì người ta sẽ đánh giá như thế nào nhỉ? Bây giờ nói như thế này thì sai ngữ pháp rồi, từ vựng này thì có đúng hay không? Ô, mình phát âm chán lắm, mình có hàng tá lý do đưa ra để mình không nói. Nhưng trẻ em, thầy cô nói cái gì, nó có thể tự động nó nói theo thôi. Hoặc nó nghe một bài hát thì những đứa trẻ nào nó thích nghe nhạc, nó thích hát thì tự động nghe một bài hát thì nó cứ thế nó hát theo thôi. Baby sha 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 đấy, thế là nó hát theo thôi và nó nhảy theo, tức là nó rất là thoải mái đối với những hành động với những ngôn từ của nó. Còn người lớn mình thì bị mất cái sự hồn nhiên của trẻ em là như vậy. Mất cái sự hồn nhiên của trẻ em như vậy. Nên là mình hãy học như là những đứa trẻ con.
học như là nữ trẻ con nhưng mà thông thái hơn một chút xíu. Là bởi vì sao? Thông thái hơn một chút xíu là vì sao? Mọi người nghe Trang so sánh lại, ngược lại là người lớn nhá. Khi mà mình bị cái tâm lý sợ sai như vậy, khi mà mình không có được sự hồn nhiên trong sáng như bọn trẻ con như vậy, thì mình làm nào? Mình có gì hơn tụi nó? Thì quay ngược trở lại, là ngược lại vấn đề là như thế nào? Trẻ em nó phải học tiếng mẹ đẻ của nó, mình học thành thạo rồi, mình sử dụng ngon lành rồi. Bây giờ mình chỉ tập trung vào việc học mỗi ngôn ngữ mới mà thôi, tiếng mẹ đẻ mình không phải học nữa. Còn bọn trẻ con nó phải học cả hai, tiếng mẹ đẻ nó cũng phải học mà ngôn ngữ mới nó cũng phải học, đúng không nhỉ? Và nó còn phải học bài vở ở trên trường nữa, thêm một loạt kiến thức là kiến thức về toán, kiến thức về tiếng Việt, kiến thức về vẽ, kiến thức về khoa học, rồi là kỹ thuật, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng mà người lớn mình không học những thứ đấy nữa. Người lớn bây giờ là được tự do quyết định quyền mình được học cái gì, mình nên học cái gì và mình học cái gì để làm gì rồi. Còn trẻ em thì là đây, bây giờ hôm nay con phải làm hết bài tập toán, xong con đến làm bài tập tiếng Việt, xong con đến làm bài tập tiếng Anh. Thấy chưa? Mọi người thấy thấy là nó phải làm nhiều hơn là mình, tức là nó phải nạp thêm nhiều kiến thức hơn là mình. Vậy thì làm sao mà nó không loạn được cho được, đúng không? Nếu mà mình so sánh theo kiểu ngược lại như vậy thì người lớn mình có lợi thế hơn rất là nhiều, đúng không? Và thêm một điều nữa, không phải là mọi người không có cái kiến thức gì, không có còn một kiến thức, một thông tin, bất cứ thông tin gì trong đầu đâu, mà là mọi người vẫn có một lượng kiến thức, một lượng data, một lượng dữ liệu nhất định về cái ngôn ngữ, về cái tiếng Anh mà mọi người đã học bao nhiêu năm rồi đấy. Chỉ là mọi người không dùng mà thôi, chỉ là mọi người không dùng nên là bây giờ mà tự nhiên bảo mình nói ra thì nó sẽ không thể hồi ngay về được đối với mình đâu. Nên là chắc chắn là mọi người sẽ có một, không ít thì nhiều nhá, mọi người nếu mọi người có thời gian làm bài test, Trang yêu cầu mọi người viết từ theo vần alphabet, theo vần alphabet của bảng chữ cái đấy, các từ trong tiếng Anh mọi người biết, viết khá nhiều chứ không phải là ít đâu nhá. Đó, viết khá nhiều, không biết. Bây giờ bảo là cứ viết xuống đi thì xem mọi người thử đếm xem mọi người viết được bao nhiêu. Chắc bét nhất cũng phải được 100 từ rồi. Trang chắc chắn một điều phải bét nhất được 100 từ rồi, đúng không nhỉ? Đó, nên là người lớn là có sẵn cái không phải là học ngay từ ngày từ những đời đầu tiên là không phải là cái gì nhá. Nhưng người lớn mà học tiếng Anh thì nó chắc chắn không phải là tờ giấy trắng rồi. Nó vẫn gọi là có một chút gì đó gọi là mất gốc hẳn thì cũng không hẳn nhá. Nó vẫn còn một chút ít gì đó, còn trẻ em nó mới là xây từ gốc, nó phải gieo mầm và nó mọc rễ là từ đầu luôn ấy. Còn người lớn thì mình thì là không. Nhưng mà học theo bọn trẻ con, thêm một điều nữa là đừng sợ sai. Học giao tiếp, nếu như mà mọi người không nói ra thì không ai biết nỗi sai của mọi người đang ở đâu. Mình cứ giữ khư khư, bây giờ mình phải học mẫu câu này cho thuộc, bây giờ mình phải học cấu trúc câu này cho thuộc, bao nhiêu cách chào hỏi, bao nhiêu cách tạm biệt, bao nhiêu cách hỏi đường đi, bao nhiêu cách lầm lũng. Thế xong rồi mình không mang ra ngoài mình giao tiếp để mình sử dụng nó, thì có Chúa biết là bạn đang học cái kiểu đấy như thế nào, đúng không nhỉ? Nên là bạn phải nói ra thì mới có người đã làm rồi, có người giỏi hơn bạn, có người tốt hơn bạn, người ta chỉ sai cho bạn. Ví dụ ở trong cộng đồng, ở trong group này, các bạn đang có cần dịch một câu nào đó, các bạn muốn hỏi một điều gì đó liên quan đến tiếng Anh, các bạn được phép đăng bài trong group nhá. Các bạn hỏi vấn đề liên quan đến tiếng Anh thì sẽ có người duyệt bài cho các bạn và được trả lời và cùng thảo luận về vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Quan trọng là mình phải nói ra, mình phải mang nó ra để mình trao đổi. Hoặc là các bạn muốn mình luyện tiếng Anh, bạn có thể sẵn sàng quay video luyện nói tiếng Anh, sau bạn up vào đây. Có thể là Trang, admin của group, hoặc là các anh chị em ở trong group, có rất nhiều người phát âm tốt, sẽ giúp mọi người sửa âm của mọi người như thế nào. Nếu quan trọng là mọi người có làm hay không, đúng không nhỉ? Quan trọng là mọi người có làm hay không. Mọi người cứ nghĩ là rất là nhiều người lần đầu tiên khi học về chuỗi phát âm này mới quay video nhá. Chuỗi phát âm 45 ngày của cùng với Trang với Hiền ấy, thì mới bắt đầu mới quay video thì sẽ cảm thấy là rất là ngại ngùng về điều đó. Nhưng ngày xưa Trang cũng có cảm giác đấy rồi. Mình còn cảm thấy sốc khi mình nghe giọng của mình luôn, sốc khi nhìn cái bản mặt của mình luôn. Nhưng mà thôi, mình xác định được việc mình học để làm gì rồi. Và nếu mình không quay như vậy thì làm sao cô giáo chữa bài được cho mình, chữa âm được cho mình, làm sao mà sửa được cho mình được, đúng không nhỉ? Đó là như vậy. Nên là đừng sợ sai. Bọn trẻ con nó không sợ sai đâu. Nó chỉ bị sợ sai khi mà bố mẹ dọa là từ bây giờ mà con còn làm điều này nữa, từ bây giờ mà con nói những câu như thế này nữa thì bố mẹ sẽ phạt.
thì khi đó nó bị cảnh cáo thì nó mới sợ thôi. Còn những cái thứ mà diễn ra tự nhiên nó không hề sợ, nó nói theo bản năng của nó luôn. Mọi người học theo đứa trẻ con là như vậy, nhưng mà mọi người nhớ một điều là người lớn mình chắc chắn là hơn trẻ con ở điểm này này. Mình có kiến thức kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc sống của mình, bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc sống của mình rồi. Thì thay vì như bọn trẻ con nó học như kiểu nó copy and paste những gì lời thầy cô nói và nó nói theo thôi, thì mình học theo kiểu mở rộng hơn. Ví dụ, bây giờ mình học cái cấu trúc là I want to go to school, thì đó là cấu trúc want to do something. Thì mình hãy vận dụng nó vào trong kính cuộc sống của mình là như nào. Bây giờ đó là tôi muốn đi đâu, tôi muốn làm gì, tôi muốn ăn kem, đúng không? Thì mình sử dụng nguyên cái cấu trúc câu đấy. Hiện tại tại thời điểm này mình đang muốn làm gì, mình đang muốn làm điều gì nhất, mình nói nó ra. I want to eat ice cream. Mình nói nó ra ngay tại thời điểm này. Bây giờ mình muốn I want to go out. Ok, đó tôi muốn đi ra ngoài bởi vì trời nóng quá. Có thể viết vừa tiếng Anh và tiếng Việt như vậy. I want to call my mom. Đấy, tôi muốn gọi điện cho mẹ bởi vì là hôm nay tôi chưa gọi điện, là như vậy. Bây giờ đó là nói về bản thân mình. Tiếp theo anh chị em nào có chồng, có người yêu, có bố mẹ, có ai đó ngay ở bên cạnh mình, xem là anh ta muốn làm gì. Ô, hình như là anh ý muốn mua một chiếc giày, một một cặp kính, mà muốn mua một cặp kính hoặc muốn mua bộ quần áo mới gì đó. Hãy nói theo như vậy được chưa ạ? Thì đó chính là biến tiếng Anh một lần vào trong chính cuộc sống của bản thân mình. Chính biến tiếng Anh vào chính trong cuộc sống của bản thân mình. Và nếu như mà anh chị muốn đồng hành và học cùng với con thì cũng áp dụng theo cách này để mình nói chuyện với con. Từ một cách để nói, một câu để nói, mình sẽ mở rộng ra những thứ liên quan đến chính trong cuộc sống hàng ngày của mình, của con mình, để con mình có thể sử dụng được nó tốt hơn. Quan trọng là việc ứng dụng của nó như thế nào, ứng dụng nó như thế nào. Được chưa ạ? Thì đấy, mọi người thử nghĩ xem, người lớn và trẻ em, ai là người sẽ học tốt hơn, ai là người sẽ học tốt hơn. Và mọi người có biết được rằng trẻ em nó học tiếng Anh luôn luôn cần phải có game này, có sự kích thích này, nó cũng luôn luôn cần phải có game này và có những trò chơi là liên quan đến để kích thích cảm xúc của nó lên. Bởi vì trẻ con nó học theo một thế tự thụ động. Nếu những trẻ những bạn nào nhá, những đứa trẻ nào mà nó có niềm yêu thích đối với việc học ngôn ngữ người tiếng Anh đấy, nó chỉ muốn đến lớp để nó học tiếng Anh thôi thì nó khác nhá. Còn đa phần các em nhỏ bị hút ở các trung tâm hoặc là những nơi nào đó dạy tiếng Anh là ở đó có thầy giáo tổ chức game vui này, và ở đấy nó tạo cho nó có năng năng lượng tích cực lên rất là nhiều. Nếu anh chị em nào đã đi học về những cái chương trình nào mà truyền động động lực của ngoại động lực ở bên ngoài thì mọi người sẽ thấy là khi ra khỏi lớp về nhà mọi người bị mấy sau mấy ngày thôi mọi người sẽ bị cảm xúc down xuống. Thì bọn trẻ em cũng thế, khi mà nó ra khỏi lớp đấy, nó mất đi cái môi trường, về nhà bố mẹ vẫn thấy nó hờ hững với tiếng Anh là chuyện bình thường, nên là nó bị học một cách thụ động đối với việc học tiếng Anh. Còn người lớn là khi học có ý thức hơn. Bây giờ học tiếng Anh để làm gì? Phải biết biết được mục đích của mình là gì rồi. Thì người lớn hơn hẳn trẻ con là như vậy. Khi đã biết mục đích rồi, và quan trọng nữa là người lớn phải bỏ tiền chi phí ra, có thể là chi phí về thời gian. Thay vì học với con, chơi với con thì mình phải ngồi đi học tiếng Anh, mình phải trân trọng cái thời gian đấy hơn, đúng không? Còn bọn trẻ con thì sau giờ tan lớp một cái, bây giờ con muốn về xem phim, con muốn đi chơi đâu đó, hoan hô vui quá, thích quá, hôm nay không phải đi học chẳng hạn, và tụi nó sẽ không cảm nhận được cái việc là cái chi phí đồng tiền là bỏ ra đối với việc học tiếng Anh, đúng không? Chắc chắn một điều là như vậy rồi, nhưng người lớn cảm nhận được điều đó rất là nhiều. Người lớn có trải nghiệm và có nếm cái nỗi đau về việc thất bại học tiếng Anh bao nhiêu lâu rồi. Còn bây giờ mà đã đầu tư thời gian, đánh đổi giữa thời gian chơi với con, đi chơi với người yêu hoặc là đi tìm gấu, thì ngồi xuống đây học tiếng Anh mà không có kết quả thì phải gọi là quá nhục luôn, phải gọi là quá nhục luôn, đúng không ạ? Và bây giờ mình ngồi đây mà chia sẻ những kiến thức này, mà thay vì mình đi đọc một cuốn sách, thay vì mình đi ra ngoài mình tìm một đối tượng hẹn hò nào với mình, mà mình ngồi đây chia sẻ mọi người, mà những lời mình chia sẻ mà không được ai đón nhận thì đúng là mình bị quá nhục luôn. Mình chia sẻ là như vậy, đúng không? Đó, thì mình
cứ so sánh thời gian đánh đổi thì người lớn chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó hơn trẻ em rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Rất là nhiều ở chỗ đấy. Đó là đến vấn đề thứ hai mà Trang đã chia sẻ với mọi người rồi, đúng không ạ? Thứ nhất là mọi người nghĩ có định kiến là quá tuổi để học tiếng Anh rồi. Anh chị em nào vào sau mà có thời gian thì có thể xem lại đoạn đầu mà Trang livestream. Và thứ hai, đó là điều thứ hai mà Trang muốn nói đến là mọi người nói rằng trẻ em nó học tiếng Anh được, có năng khiếu, nó học dễ dàng hơn là người lớn. Nhưng thực tế thì có phải là như vậy không? Người lớn sẽ học theo cách của người lớn. Nhớ là đừng đặt nặng mình vào việc học mà phải ứng dụng nó để làm gì. Ứng dụng nó để làm gì nhá. Đừng đặt nặng nó là việc học, ứng dụng nó để làm gì. Thì có một người bạn của Trang, ngày xưa bạn ấy học tiếng Anh cùng với Trang, bây giờ bạn ấy ứng dụng ngay chính việc học tiếng Anh của bạn ấy ngày xưa. Thì bạn ý sử dụng tiếng Anh của bạn ý để bạn ấy liên kết đối với những đối tác là người nước ngoài, lại những doanh nghiệp là người nước ngoài muốn vào Việt Nam, để đăng ký, để thành lập doanh nghiệp hoặc để kinh doanh, thì bắt buộc phải làm hồ sơ thuế, đăng ký doanh nghiệp, rồi là báo cáo tài chính các thứ. Thì bạn sử dụng vốn tiếng Anh đấy để bạn ấy tìm đối tác là khách hàng và những người nước ngoài, thay vì cạnh tranh ở trong nước quá nhiều. Quá nhiều các bạn làm đối tác là làm đối tác đối với tìm các công ty Việt Nam để làm báo cáo thuế hoặc là để đăng ký hồ sơ kê khai doanh nghiệp gì đó, thì bạn ấy tìm đối tượng người nước ngoài, đúng không? Những đối tượng đấy khi mà gặp được những người tư vấn đúng ở Việt Nam thì họ sẽ rất rất vui mừng và happy về vấn đề đó. Vậy thì đó là bạn ấy đã có mục đích sử dụng tiếng Anh của bạn ấy sau khi học xong để làm gì rồi, đúng không ạ? Cái quan trọng là để làm gì, chứ không phải là tôi phải học bởi vì bạn tôi cũng học. Đó. Quan trọng là chính bản thân mình để làm gì, đúng không ạ? Nếu bạn học để phục vụ cho việc là mình nói chuyện với con mình thì quá tuyệt vời luôn. Điều này thì không thể chối cãi được. Còn những bạn trẻ bây giờ nếu là sinh viên chưa ra trường thì học để làm gì? Thì các bạn học và các bạn ứng dụng bằng cách nào? Hãy ứng dụng nó bằng vào chính cuộc sống của bạn. Ở đây có một cái mẹo để các bạn làm sao để ứng dụng và tự tạo môi trường cho mình là viết nhật ký hàng ngày này, hoặc là self-talk, nói chuyện với chính bản thân mình, mà tự nói nhảm với chính bản thân mình, thì giúp cho mình tăng phản xạ lên rất là nhiều. Các bạn trẻ thì chưa phải đi làm thì nó sẽ chưa có nhiều nỗi đau như người lớn, như các anh chị mà đã lập gia đình rồi hoặc đã đi làm rồi, thì cái thời gian eo hẹp về việc đi làm, tăng ca rồi áp lực các thứ sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà các bạn sinh viên hãy trân trọng cái khoảng thời gian này của mình, đừng giống như Trang trước đây cũng đã bị để quãng thời gian tuổi trẻ, thời sinh viên của mình nó chạy dài, và bây giờ Trang hay nói đùa với mọi người là bây giờ mới chính thức là quãng thanh xuân của Trang bắt đầu từ tuổi 27. Thời điểm mà Trang bắt đầu quay trở lại học tiếng Anh là năm 26-27 tuổi. Đấy, đại giai đoạn là như vậy. Đó, mình mới bắt đầu cái tuổi thanh xuân của mình, và trước đây chắc nó chỉ là ngấp nghé thôi, chứ chưa phải. Lúc đó mới là bắt đầu. Người ta nói rằng sau 30 tuổi không còn thanh xuân nữa. Nhưng mà không phải là như vậy. Quan trọng là mình nghĩ nó để làm gì thôi, đúng không nhỉ? Nên là mình luôn ngưỡng mộ những bạn trẻ mà bây giờ các bạn ấy bắt đầu nhận biết được là mình muốn cái gì, mình thích cái gì, và mình phải học cái gì, mình phải chinh phục. Mình rất là ngưỡng mộ những bạn trẻ như vậy. Rất là ngưỡng mộ những bạn trẻ như vậy. Rồi, ok. Em chào chị Quỳnh nhá. Chào chị Quỳnh ạ. Thêm một vấn đề thứ ba nữa mà muốn chia sẻ với mọi người là gì? Có ai đã từng hoặc là hiện tại đây cảm thấy mình không có đủ thời gian, không có thời gian để mình học tiếng Anh không ạ? Ở đây có anh chị em nào còn ngồi đây không ạ? Còn ngồi xem livestream của Trang thì cho Trang biết là mọi người có thấy mình bị thiếu thời gian hoặc là đã từng bị thất bại đối với học tiếng Anh là do mình không có thời gian không? Có ai có từng bị cái cảm giác là mình một ngày chỉ mong muốn có 30 tiếng để học tiếng Anh và mình cảm giác là mình không có thời gian để học tiếng Anh, nên trước đây mình đã bị bảo lưu và bị tạm dừng rất là nhiều khóa học ở các trung tâm rồi mà mình bởi vì mình không có thời gian, bởi vì mình không có thời gian, đúng không ạ? Không biết có ai có cảm giác và trải nghiệm về liên quan đến vấn đề thời gian chưa ạ? Vấn đề này thì em thấy khá là nhiều.
Ngày xưa có một bạn học cùng với Trang, học cùng với Trang khóa đấy, nhưng mà trong thời gian mà vừa mới bắt đầu học thì bạn ấy lại quyết định nghỉ việc và bạn ấy chuyển sang một công ty mới. Ở giai đoạn mình chuyển sang một công ty mới, mình sẽ mất rất là nhiều thời gian. Mình ở giai đoạn đấy mình sẽ mất rất là nhiều thời gian quen với công việc, đúng không ạ? Anh Trung vừa bảo là khó anh, đúng không ạ? Vâng, em nghĩ là vấn đề thời gian thì khá là nhiều anh chị em sẽ vướng phải thôi. Thì Trang muốn chia sẻ câu chuyện là như thế nào, là không có thời gian là do mình, thứ nhất là do về cái thứ tự mình sắp xếp ưu tiên đối với học tiếng Anh ý. Ngày xưa Trang kể nốt câu chuyện ngày xưa cái bạn đấy học cùng với Trang, nhưng mà bạn chuyển sang một công ty mới. Trước khi mà đăng ký khóa học thì bạn ấy xác định là bây giờ em học tiếng Anh, em phải chinh phục được nó, em phải học nó để em thay đổi công việc của em. Nhưng mà không hiểu vì sao, một lý do nào đó, bạn ấy quyết định rằng bạn ấy làm ở cái công ty kia chán quá, bạn ấy chuyển việc. Cũng làm kế toán thôi, bạn chuyển việc sang một công ty khác, công ty bận hơn. Và tự dưng là bị bận quá và mình phải quen, làm quen với môi trường một công ty mới, làm mặc dù đều là kế toán nhưng mà chắc chắn là có những phần hành công việc nó khác so với công ty cũ rồi, phải làm quen với môi trường đấy. Và thế là bạn ấy bị trượt dài đi và không thể sắp xếp nổi thời gian để tham gia lớp học cùng với Trang nữa. Và thời điểm ấy thì có hai bạn từ gọi là từ bỏ lớp và chỉ còn một mình Trang đồng hành cùng với chị Huyền mà thôi. Ngày xưa Trang học chị Huyền, cách đây mấy năm là Trang học chị Huyền luôn. Thì là tại thời điểm ấy bạn không sắp xếp thứ tự ưu tiên của bạn ấy đối với học tiếng Anh, bạn ấy đang chạy theo vấn đề ngay trước mắt của bạn ấy là cái công việc mới. Nên là việc tiếng Anh các bạn ấy không được sắp xếp lên cái thứ một, thứ hai, thứ ba của bạn ấy. Nên là bạn ấy dần dần gọi là bị rời xa. Xa anh, xa rời vòng tay, đúng không ạ? Đấy, xa anh, xa rời vòng tay. Vậy là sau một vài năm thì lại thấy bạn ấy quay trở lại học tiếng Anh. Thì lúc đấy là bạn ấy lại sắp xếp được thời gian rồi. Thì lúc đó bạn mới quay trở lại một lần nữa để học với việc học tiếng Anh. Đối với học tiếng Anh thì có quá nhiều là anh chị và bạn bè bị vướng vấn đề thời gian là như vậy. Trang đưa ra một ví dụ là như thế này. Đưa ra một ví dụ thôi. Nếu như mà mình đang bận quá, mình không có thời gian, mình để giống như các anh chị ở trong challenge 45 ngày để có thể làm một ngày 20 từ vựng thì anh chị sẽ phải đầu tư thời gian hơn. Đấy là những anh chị khá rất là chăm chỉ và đầu tư thời gian của mình, dành 3 tiếng, 4 tiếng để học tiếng Anh luôn, 4 tiếng để làm từ vựng luôn các bạn ạ. Mình phải cảm thấy là thời gian đầu tư như vậy là rất là nhiều, mọi người đang rất là nghiêm túc và rất là trân trọng cái sự nỗ lực của mọi người là như vậy, chắc chắn là mọi người sẽ đạt được kết quả mà thôi. Còn nếu như mà mình không có thời gian thì mình làm nào? Có rất, thứ nhất là mọi người có thể chia nhỏ thời gian của mình ra là 15 phút một. Đừng cố ép mình phải ngồi, phải làm. Hôm nay mình phải nghe hết một cái đoạn video này 2 phút. Hôm nay mình phải ngồi mình luyện nói được hết bài này. Không nên làm như vậy nếu như mình không có thời gian nhá. Mình vẫn phải cân đối giữa công việc của mình và cuộc sống của mình nữa. Cân đối giữa công việc và cuộc sống của mình nữa. Nếu như mình có nhiều thời gian thì mình sẽ rút ngắn, thay vì mình học 6 tháng thì mình phải học nhiều hơn người ta, là mình phải học kéo dài ra 1 năm. Nhưng mà quan trọng là phải duy trì nó hàng ngày. Mỗi ngày dành 15 phút, mình nghe một bài này. Ví dụ người khác nghe một bài này trong một ngày, người ta nghe 1 tiếng là xong, thì mình chỉ nghe 15 phút thôi. Sau đó mình gấp xuống để hôm sau mình nghe tiếp. Trong lúc mình rảnh, trong lúc mình nấu cơm, trong lúc mình lái xe, trong lúc mình giặt quần áo, phơi quần áo hay là dọn nhà gì đấy, mở video của cái bài mình đã nghe rồi lên nhá. Đừng mở những bài mới. Mọi người nghe thụ động á. Cái việc nghe thụ động mà mọi người nghe những bài mới tinh so với mình thì não bộ mình nó không hấp thụ được ngay đâu. Mà hãy nghe những bài mình đã nghe rồi, mình đã hiểu nội dung của nó rồi. Thì lúc đó mọi người bắt đầu, nó mới ngấm, gọi là cái phần cảm âm của mọi người nó mới cảm nhận được cái bài đó tốt hơn. Tốt hơn là những bài mới nhá. Cái việc nghe thụ động thì nên nghe những thứ mình đã hiểu nó rồi, mình đã nghe và check nó rồi thì càng tốt nhá. Đó là việc nghe. Đấy là trong cái việc đấy. Việc đấy rất là đơn giản thôi. Và thêm là gì nữa, nếu như ai đi service, nếu như ai hay phải đợi khách hàng, nếu như ai có buổi trưa nghỉ 15-30 phút thì sao?
Thì trong thời gian đấy thì mình có thể nghe hoặc mình có thể nếu như mà có phòng riêng thì mình có thể luyện nói 15 phút thôi cũng được. Luyện nói ngay vào chính cái bài nghe của mình ấy, hoặc là mình có thời gian mình đầu tư hơn thì mình viết xuống một vài câu, mà một vài câu viết xuống một vài câu như thế nào? Hãy viết xuống buổi sáng hôm đấy, buổi chiều hôm đấy, buổi tối hôm đấy, hoặc ngày hôm qua mình có cảm xúc đối với những việc gì, viết xuống những dòng như đấy, sau đó mình tự mình nói lại thì tự nhiên mình cảm thấy là à, đây chỉ là một quá trình mình viết lại những công việc hàng ngày mình diễn ra thôi, và mình nói nó cảm giác thoải mái hơn rất là nhiều. Và hãy tưởng tượng ra, nếu như mai có một óc tưởng tượng, một đầu óc tưởng tượng nữa, ví dụ mọi người tưởng tượng ra đang ngồi nói chuyện với chị Quỳnh, đang ngồi nói chuyện với anh Trung, hoặc là đang nói chuyện với, tưởng tượng ra đang nói chuyện màn hình điện thoại với Trang chẳng hạn, sau đó nói chuyện ra: Trang à, sáng nay tôi vừa đi làm và gặp một vụ tai nạn, rồi là đi đường tôi gặp một cô gái chân dài da trắng đẹp ơi là đẹp, đúng không? Thêm những tính từ miêu tả hình ảnh của như vậy thì nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều. Nếu như mà ai thích tưởng tượng và bay bổng một chút nhá, thì đó là cách để mọi người có thể luyện tập hàng ngày nó đơn giản hơn, nó đơn giản hơn. Nên là nói rằng mình không có thời gian, mà không có thời gian để dành mỗi ngày 15 phút thì cũng không đúng, cũng không đúng. Còn ai thực sự mà đã không thể sắp xếp nổi thời gian của mình mà bị bảo lưu, bị thất bại với việc học tiếng Anh rồi, thì cái vấn đề cốt lõi ở đây thì không phải là do thời gian, mà do cách mình sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào mà thôi. Do mình đang không đặt thứ tự ưu tiên của tiếng Anh là mình cần phải học tại thời điểm đó. Cái thứ khác nó quan trọng hơn, cái thứ khác nó quan trọng hơn đối với mình. Nên mình thất bại đó là việc quá là bình thường, đúng không? Nếu như mình có đủ nguồn lực về thời gian, mình có đủ nguồn lực về công sức của bản thân mình này, cái công sức của bản thân mình bỏ ra, một lúc mình có thể chinh phục được, mình có thể hoàn thành cả hai công việc đấy thì quá tuyệt vời. Còn không thì mình đã hoàn thành công việc chính của mình rồi thì mình phải từ bỏ đối với học tiếng Anh là chuyện quá bình thường thôi. Nên là mọi người đừng bị cái mặc cảm là do ngày xưa mình bị thất bại đối với học tiếng Anh rồi nên chắc là bây giờ mình không thể học được nữa đâu. Không thể học được nữa đâu nhá. Mọi người đừng bị mặc cảm trong quá khứ là như vậy. Ví dụ ngay từ lúc cái lúc lúc livestream lúc đầu ấy, Trang nói rằng em bị một cái mặc cảm là em bị không thích ăn trứng vịt lộn hồi còn bé, em sợ con chó hồi còn bé, là đến tận bây giờ thì em có thể ăn trứng rồi nhưng mà không thể ăn được nhiều, ăn được rất là ít bởi vì không thích cái cảm giác đấy. Và chó thì đặc biệt là sợ luôn, đặc biệt là sợ con chó luôn, tức là mình đã bị cảm giác ám ảnh ngay từ hồi đầu luôn, mình bị ám ảnh kinh khủng khiếp. Nên là ngay từ còn bé mình đã không thích, tức là nhà mình vẫn, nhà em nhá, nhà Trang vẫn nuôi chó vẫn bình thường, bố mẹ và em gái em và mọi người trong gia đình thì vẫn vẫn bình thường với con chó. Nhưng mà mình chỉ vì là mình nhìn thấy cái hình ảnh là con chó nhà hàng xóm nó đuổi không, giờ em vẫn sợ chó, chó vẫn sợ em nhìn thấy con chó nhà hàng xóm nó đuổi cô em gái của Trang, nó chạy và nó ngã, nó đập đầu xuống đất và nó máu ở phía đầu này và bây giờ nó vẫn còn sẹo ấy, thì mình là người chứng kiến đấy thì mình bị ám ảnh luôn, và từ đó là sợ chó kinh khủng khiếp. Và có một điều là con em mình thì nó chẳng sợ chó, nó vẫn ôm hôn chó bình thường, nhưng mà mình là người chứng kiến nên mình sợ thế thôi. Có những thứ thì mình ví dụ có những thứ là ví dụ con bọ nẹt hoặc là con sâu thì em không sợ vì còn bé là em hay cùng bố với ông đi ra ngoài ngoài vườn với con bé, không biết gì, không biết sợ là cái gì, thấy người lớn làm như thế nào thì mình làm như vậy. Thì tâm lý của trẻ em là nó không biết sợ là như vậy, nhưng mà bây giờ để mình không có một cái tâm lý như vậy thì là không thể được nhá. Con bé mình cầm sâu rồi con sâu gióm bọ nẹt các thứ mình theo bố mình cầm không sợ gì cả, nhưng bây giờ thì có mà đố không dám cầm lại luôn, bây giờ cái cảm giác nó không được được tâm lý như bọn trẻ con nữa thì mình không thể cầm được, không thể cầm được đó. Thì nếu như mà anh chị nào đang vướng phải ba vấn đề mà em chia sẻ ngày hôm nay thì mọi người hãy dẹp bỏ, xóa bỏ cái định kiến của mình đối với việc học ấy đi, và hãy xác định rõ mục tiêu của mình là đối với việc học tiếng Anh là cái gì, xác định rõ mục tiêu của mình là cái gì nhá.
và căn cứ vào trên nguồn lực của mình xem mình có đủ thời gian để mình sắp xếp đầu tư để học hay không. Còn thực sự là nếu như mình không thể sắp xếp, không sắp xếp được thời gian một ngày học 1 tiếng, một ngày học 1 tiếng rưỡi, thì bố trí cho mình học một ngày 15 phút thôi cũng được. Một ngày 15 phút thôi cũng được. Bây giờ ví dụ có một cái app học từ vựng nhá, Elsa hoặc là Memrise hoặc Duolingo. Mọi người mỗi ngày mọi người dành ra 15 phút qua mỗi bài của nó, quá tuyệt vời luôn. Làm sao mà phải nghĩ những thứ gì quá cao siêu. Và khi mà trong quá trình học như thế thì ứng dụng nó như thế nào? Hãy viết về câu chuyện của chính bản thân mình. Viết nhật ký cũng được, viết về bồ của mình cũng được, viết về ông hàng xóm cũng được, viết về kẻ thù, đối thủ cạnh tranh, viết một người mình ghét nhất cũng được. Miêu tả nó đi, xem như thế nào, tính cách của nó như thế nào, tại sao mình lại có cái cảm xúc đấy với nó. Thì hãy tập viết, viết tiếng Anh thêm tiếng Việt lẫn lộn vào với nhau, xen kẽ vào với nhau cũng được, không vấn đề gì. Quan trọng là mình dần dần mình mang tiếng Anh vào trong cuộc sống của mình, mang nó vào trong cuộc sống mình, đó mới là điều quan trọng nhá. Nên đó mới là điều quan trọng mọi người ạ. Không biết còn anh chị em nào đang ngồi đây nữa không? Em thì tổng kết lại 3 ý của hôm nay em chia sẻ là định kiến là như thế nào. Thứ nhất là mọi người nghĩ rằng tôi đã quá tuổi để học tiếng Anh rồi. Tôi đã quá tuổi để học tiếng Anh rồi. Không bao giờ là quá tuổi nhá. Không bao giờ là muộn nếu như mà mình không bắt đầu, đúng không? Mình phải bắt đầu thì mình mới có kết thúc được, mình phải chinh phục nó. Và mình cứ nghĩ là mình bây giờ là quá già rồi, đầu óc não hóa rồi thì làm sao mà có thể học được, làm sao mà có thể học. Đó là điều thứ nhất mà Trang chia sẻ cho mọi người. Vấn đề thứ hai là gì ạ? Vấn đề thứ hai đó là mọi người nghĩ rằng trẻ em học tiếng Anh dễ dàng hơn là người lớn. Không phải là như vậy. Người lớn mình có nhiều trải nghiệm hơn, mình có nhiều nỗi đau đối với học tiếng Anh hơn, mình phải mất nhiều công sức, mất nhiều thời gian đối với việc chinh phục học tiếng Anh hơn. Bây giờ đã xác định làm rồi thì phải làm nó thôi. Còn mình phải đánh đổi thời gian, thay vì đi chơi, thay vì đi shopping, thay vì gọi điện cho người yêu, thay vì nói chuyện với con, nói chuyện với chồng, thì mình lại phải ngồi đây mình học tiếng Anh. Thì mình đã phải có sự đánh đổi rồi. Trẻ em nó không có sự nhận biết rõ như người lớn là như vậy đâu. Nên là mình vẫn có lợi thế nhiều hơn là trẻ em đấy. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy mình có nhiều lợi thế hơn là trẻ em. Và đến thêm thứ ba đó là thời gian. Mọi người nói rằng mình không có thời gian để học tiếng Anh thì không đúng. Chắc chắn là không đúng luôn. Chỉ cần mình đặt tâm vào là mình cần phải học tiếng Anh, tôi phải học tiếng Anh, thì mọi người tự nhiên mindset set up ở trong cái đầu của mình, cái tư duy của mình là mỗi ngày mình dậy sớm 5:15, 5:30, ngồi xuống học 15-30 phút. Nếu như mà muốn dậy sớm thì buổi hôm trước thì mình cần phải nghỉ ngơi sớm, tầm 11 giờ là đi ngủ thì sáng hôm sau mới dậy được sớm, đúng không? Còn nếu như mà mình vẫn theo thói quen bình thường 7:00, 8:30 mới dậy, sau đó bốc đít đi làm, thì làm sao mà có thời gian được. Quan trọng là mình có đặt nó vào thứ tự ưu tiên của mình hay không. Còn nếu như mà mình muốn thì sẽ có cách, còn mình không muốn thì kiểu gì cũng có lý do để mình từ chối. Là như vậy. Mọi người nhớ nhá, vấn đề thời gian ngày em đã có nỗi đau và rất nối tiếc thời gian quãng đời sinh viên của mình rồi. Thì trước khi kết thúc live stream thì em xin hát vài câu ở trong bài Dòng Thời Gian của Nguyễn Hải Phong. Mỗi khi nhắc đến việc là thời gian qua đi, em nhớ đến bài hát này. Nhớ đến bài hát này. Không biết là nói nhiều quá bây giờ còn sức để hát bài này thôi. Đây ạ. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sau vội đi, đôi khi nhung như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu chỗ vừa, từng ngày và từng giờ, cành lá xanh như thôi không mong nhớ. Chưa ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu thôi, cho ta nhìn thời gian trôi. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sau vội đi, đôi khi không như ý. Chưa có bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta thôi
không ngây ngô như bây giờ. Cho ta nhìn thời gian trôi. Đúng rồi, thời gian trôi rồi. Thời gian trôi như bập 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 ngoài đồng đúng không nhỉ? Nên là chúng ta phải trân trọng từng giây phút hiện thời của mình. Mình cần phải trân trọng từng giây phút một. Mình đã quyết định làm việc gì thì mình cần phải đầu tư thời gian cho nó. Ít nhất tối thiểu một ngày mình cần phải tập trung. Mình phải đặt đầu óc mình vào việc đấy đúng không ạ? Em xin phép kết thúc livestream của em ở đây nhá. Chúc mọi người ngủ ngon và cảm ơn mọi người đã lắng nghe livestream của em. Bye bye.